Griezmann chắc chắn là cái tên được nhắc nhiều nhất trong trận đấu giữa Atletico Madrid và Liverpool bởi chính anh đưa người hâm mộ Madrid đi từ hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. 1. Griezmann đóng hai vai trò trong một trận đấu. Lần đầu tiên trong lịch sử Champions League có một cầu thủ ghi hai bàn và nhận một thẻ đỏ. Griezmann chính là nhân vật đó. Trong 45 phút đầu, ngôi sao người Pháp chắc chắn là niềm cảm hứng của cả tập thể Atletico. Griezmann thi đấu rất xông xáo và biết tỏa sáng đúng lúc để cứu vãn trận đấu tưởng như đã vỡ vụn của đội chủ nhà. Cả hai pha lập công của Griezmann đều cho thấy anh dường như đã rất gần cái cản giác bóng tốt nhất của mình, thứ đẳng cấp từng khiến Barcelona phải chi ra hơn 120 triệu euro để đón anh về. Tuy nhiên, ở đúng thời điểm Griezmann đang được ngưỡng mộ nhất, anh lại gây thất vọng khi dính thẻ đỏ trực tiếp ở hiệp 2. Đương nhiên, pha bóng này có phần oan ức với Griezmann khi anh không chủ động giơ cao vào mặt đối phương bởi chưa quan sát kỹ. Dẫu vậy, đây vẫn là một bài học nhớ đời với tuyển thủ Pháp khi dính thẻ đỏ lần đầu tiên tại Champions League. 2. Salah không thể ngăn cản. Salah trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Liverpool ghi bàn ở 9 trận đấu liên tiếp. Người Liverpool đang cảm thấy mình sở hữu một cỗ máy ghi bàn thực sự, phải cỡ Ronaldo hay Messi. Tính trên mọi đấu trường, chỉ sau 11 trận mùa này, ngôi sao người Ai Cập đã nổ súng tới 12 lần. Các bàn thắng của Salah, đặc biệt ở pha solo đầu tiên, thể hiện ở đẳng cấp rất cao. Một mình Salah vượt qua 3 cầu thủ Atletico, một hàng thủ kiên cố bậc nhất của châu Âu, trước khi tung ra cú sút đập chân Milner đi thẳng vào lưới. Với mũi khoan Salah, Liverpool thực sự không ngán bất cứ đối thủ nào. 3. Nỗi lo tiềm tàng ở phía sau. Tuy Salah rất xuất sắc nhưng Liverpool có đầy lý do để cảm thấy bất an sau trận đấu này. Dù tung ra hàng phòng ngự tốt nhất của mình, nhưng lần đầu tiên trong lịch sử, Liverpool ghi hai bàn nhưng cũng để thủng lưới hai bàn chỉ trong hiệp 1 ở Champions League. Griezmann rõ ràng rất xuất sắc, nhưng việc tiền đạo người Pháp có thể vượt qua Van Dijk ở bàn thắng thứ hai là điều khó thể chấp nhận. Chưa dừng lại ở đó, nếu Griezmann chỉnh chu hơn, anh thậm chí có thể hoàn thành cú hat-trick ngay trong hiệp 1 sau một đường phản công thần tốc. Hàng thủ của Liverpool đã bộc lộ rất nhiều khoảng trống để Atletico khai thác. 4. Suarez lỡ ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Trước trận đấu, người hâm mộ rất kỳ vọng vào màn hội ngộ giữa Luis Suarez và Liverpool. Trong màu áo Barcelona trước đây, Suarez đã từng ghi bàn vào lưới Liverpool, nhưng đó là tại mùa giải Zagreb đăng quang ở Champions League. Quay lại với trận đấu, huấn luyện viên Simeone gây bất ngờ khi không điền tên Suarez vào đội hình xuất phát. Anh chỉ được tung vào sân ở phút thứ 80, trong khi thế trận đã an bài. Liverpool dẫn 3-2 và được chơi hơn một người. 5. Simeone từ chối bắt tay Klopp. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Diego Simeone không biết có phải vì quá thất vọng với trận thua 2-3 không mà đã chạy thẳng xuống đường hầm. Trong khi đó, người đồng nghiệp phía Liverpool đã bước sang cabin huấn luyện của đối thủ và bắt tay từng thành viên. Chia sẻ về việc này, Klopp nói: "Tôi rõ ràng rất muốn bắt tay ông ấy. Phản ứng của ông ấy giống như tôi một năm trước. Điều đó không được tốt lắm. Dịp tiếp theo gặp nhau, chúng tôi sẽ bắt tay nhau. Không có gì to tát cả. Dĩ nhiên, ông ấy tức giận, nhưng không phải vì tôi, mà vì trận đấu. Ngoài ra, không có gì khác."